Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn là một cái lỗi hay gặp trên các dòng máy chiếu Panasonic PTLV1, PTLV2 và PTLV3. Cái lỗi cụ thể như sau: khi chúng ta gắn nguồn điện vào, chúng ta khởi động máy thì hai cái đèn là đèn standby và đèn lam chớp liên tục. Khi này thì các bạn cũng thấy là cái máy nó không hoạt động. Khi chúng ta có ấn cái nút standby thì cái bóng đèn nó vẫn sáng, đèn standby nó chớp liên tục và chớp màu xanh. Thì trong một số trường hợp thì cái máy nó sẽ hoạt động liên tục luôn, nhưng mà trong một số trường hợp thì ngược lại thì cái máy nó sẽ chớp đèn một lúc và nó sẽ tự tắt. Trong trường hợp này chúng ta hãy theo dõi xem, bây giờ hiện tại là máy đã chạy rồi, chúng ta chờ chút xíu nó xem là cái máy nó có tắt hay không nha. Và một số lưu ý là khi mà cái đèn lam trên máy chiếu này nó báo màu đỏ thì các bạn hãy nghĩ đến cái vấn đề là cái bóng đèn, một là cái bóng đèn, hai là cái ballast, tức là cái bao điều khiển bóng đèn này đang có vấn đề. Đối với bóng đèn thì có thể là do bóng đèn nó sắp hết tuổi thọ, hoặc là bóng đèn nó đang có vấn đề về kỹ thuật như nó bị lỗi chẳng hạn, thì cái máy cũng nó sẽ cũng đưa ra cái cảnh báo để chúng ta kiểm tra, để chúng ta chuẩn bị chúng ta thay một cái bóng đèn mới. Và trong trường hợp này thì các bạn đã thấy là cái nút standby nó sáng bừng và máy nó hoạt động liên tục rồi, thì chứng tỏ là cái máy nó hoạt động bình thường. Nhưng mà cái bóng đèn khi mà nó báo lam thì các bạn hãy lưu ý, có thể trong một số trường hợp thì nó chạy được một lúc nó sẽ tự tắt, điều này sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình vận hành của chúng ta. Để chắc chắn là cái máy nó sẽ hoạt động liên tục thì các bạn nên tắt mở nhiều lần liên tục để kiểm tra xem sau mỗi lần khởi động như vậy thì nó có hiển thị cái cảnh báo gì thêm, ví dụ đèn tem hoặc đèn lam hay không. Và như vậy thì các bạn đã thấy là cái máy này đã hoạt động liên tục và ổn định rồi, thì chúng ta không còn cái gì phải bàn cãi nữa. Bây giờ chúng ta hãy tắt máy đi và lát nữa chúng ta hãy thử lại cái thao tác, chúng ta bật lại xem nó có bị hiện tượng này nữa hay không nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video chia sẻ này. Các bạn có thể truy cập thêm trang web vnpc.com.vn để theo dõi những cái video chúng tôi chia sẻ về các cái lỗi của máy chiếu và cách xử lý. Xin chào và hẹn gặp lại.